Sáng ngày 2 tháng 8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2024. Hội chợ là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt. Hội chợ được diễn ra từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024. Thành phố Đà Nẵng rất vinh dự khi được Bộ Công Thương tiếp tục lựa chọn là địa phương tổ chức hội chợ EVFEC 2024 trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và các quốc gia trong vùng. Đà Nẵng là điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế. Năm nay, hội chợ có gần 300 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố khắp cả nước. Và đặc biệt, hội chợ có sự tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 9 cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và Đà Nẵng với 29 gian hàng. Hội chợ là hoạt động quan trọng thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 của Bộ Công Thương. Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại và Du lịch Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng được tổ chức thường niên trong năm gần đây nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quảng bá tiềm năng về thương mại, đầu tư, du lịch của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các địa phương của các nước thuộc tuyến hành lang kinh tế Đông Tây và các nước tiểu vùng sông Mekong. Năm 2024, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp của thành phố Đà Nẵng, với sự phối hợp tích cực của các tỉnh, thành phố trên cả nước, cũng như của các quốc gia đối tác liên kết phát triển trong khu vực, hội chợ đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các đại biểu và các gian hàng. Tôi tin tưởng rằng hội chợ năm 2024 sẽ là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần quan trọng củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Đà Nẵng là điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế, với hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ hiện đại. Thành phố đặc biệt chú ý đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm ưu tiên phục hồi các ngành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng trưởng bứt phá là điểm sáng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố. Theo Bộ Công Thương, Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng được tổ chức từ năm 2007 đến nay, với mục đích tạo điều kiện để các địa phương trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây giới thiệu các thành tựu của mình, đồng thời cũng là dịp để các nước, các địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với Đà Nẵng trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư đến với doanh nghiệp, du khách, người dân thành phố và các tỉnh, thành phố trong khu vực. Tại hội chợ, các sản phẩm hàng hóa chủ yếu được giới thiệu trưng bày gồm điện tử viễn thông, thiết bị công nghệ, đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng. Qua nhiều kỳ tổ chức, Hội chợ Quốc tế Thương mại Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây đã tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của doanh nghiệp, chính quyền, các địa phương thuộc tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây Đà Nẵng, đại sứ quán, thương vụ, các cơ quan quản lý hoặc xúc tiến đầu tư, du lịch thương mại của các nước tham gia tăng dần qua các năm. Bên lề hội chợ thì chúng tôi còn tổ chức các sự kiện như là live stream giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng và các vùng miền để giúp cho các sản phẩm được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng trên nền tảng số. Ngoài ra chúng tôi cũng tổ chức hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến xuất khẩu với sự tham gia của các thương vụ Việt Nam tại các nước đến đây để tìm hiểu, tiếp cận với sản phẩm nhằm mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ doanh nghiệp Đà Nẵng ra thị trường trong nước và thị trường thế giới. Chúng tôi nghĩ rằng thông qua hội chợ này, chúng tôi cũng mong là sẽ hy vọng và tin tưởng rằng các doanh nghiệp sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp, mở rộng ra quan hệ hợp tác với các khách hàng, với đối tác và đem lại nhiều hơn cái hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Tại hội nghị kết nối giao thương và xúc tiến xuất khẩu, đến nay chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 57 yêu cầu mong muốn tìm kiếm đối tác của các doanh nghiệp và chúng tôi cũng đã kết nối được 9 cặp doanh nghiệp để hỗ trợ và ký kết
thỏa thuận trao đổi hợp tác để tiến tới ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa các bên. Đến nay đã có hơn 90 doanh nghiệp đăng ký tham gia, tôi cho là một con số khá là ấn tượng. Điều đó cho thấy sự thành công của hội chợ đã giúp cho doanh nghiệp có cơ hội để giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Tại hội chợ, các đơn vị có cơ hội giới thiệu quảng bá sản phẩm, xúc tiến, tìm kiếm đối tác đầu tư và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo cầu nối để các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chuỗi giá trị sản phẩm của các địa phương, khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Hội chợ lần này là một trong những lần tổ chức rất là lớn, hoành tráng và đem lại rất là lợi ích cho bà con nhân dân cũng như là đối với doanh nghiệp. Đối với người dân thì thông qua hội chợ lần này sẽ được mua những cái sản phẩm tốt, chất lượng, đặc biệt là những sản phẩm OCOP. Đối với doanh nghiệp thì thông qua cái buổi triển lãm này có cơ hội để quảng bá các sản phẩm mình đến tay người tiêu dùng cũng như có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp khác để phát triển sản phẩm xuất khẩu ra các nước. Lần này là lần thứ tư chúng tôi tham gia và mỗi năm thì ban tổ chức sẽ có một cái cách tổ chức khác nhau và mỗi năm thì mỗi tiến bộ hơn. Theo chúng tôi nhận định thì quy mô mỗi năm mỗi lớn hơn và cái sự hỗ trợ của ban tổ chức đối với các doanh nghiệp cũng như những gian hàng tham gia tại đây thì rất là nhiệt tình, chu đáo và rất là tốt. Hội chợ hành lang kinh tế Đông Tây được tổ chức định kỳ hàng năm đã dần khẳng định được chỗ đứng và sự uy tín của sự kiện hội chợ quốc tế tại Đà Nẵng. Khi mà đến hội chợ ở đây thì em cảm thấy là ở đây rất là đông và có hội chợ là một cái cơ hội tốt để em có cái thưởng thức được nhiều cái món ăn văn hóa cả trong nước và cả ngoài nước nữa. Tại em thấy ở đây thì các bố trí gian hàng cũng khá là hợp lý. Hội chợ quốc tế đầu tư thương mại du lịch hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng năm 2024 là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.